Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia một trình này lớp nhận 10 top cần có kiểu là BSL từ một dự án Binance Smart Chain Line nha các bạn. Chỗ này chạy 8B20 để tham gia giám này. Mới clip phần link mô tả dưới video mở tờ ra một start chatbot nè bạn. Một top cần BSL này khoảng 2,5 USDT nè bạn. Bấm join này gấp nè bạn. Mình ghét được 10 top cần nè bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join lên chat trên trailer nha bạn. Dọn dậy chat nè. Tiếp tục kênh trailer thì các bạn follow nha bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Tại Twitter các bạn follow, like và retweet, tăng 3 người bạn vào nha bạn. Giả fan nè. Rồi tiếp tục thì các bạn theo dõi nè bạn. Con này nó các bạn chờ mình chút xíu nha bạn. Để mình check thông tin chút các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like và tao quýt tăng 3 người bạn cái bài thứ hai nha các bạn. Chứ chẳng như tao quýt nè. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. À không Minh nè. Thì tất cả trên kênh mình có cái thông tin gì mình sẽ cập nhật những dự án cho các bạn các bạn. Phạm các bạn. Rồi, 3 người bạn vào, các bạn bấm test lại nha các bạn. Đây nè các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bấm join nha các bạn. Tiếp tục bạn gỡ lên đường link tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra, các bạn lấy vào profile, các bạn copy từ đường link tờ Twitter của tất cả các bạn nha. Rồi, sau khi bạn dán vào, bạn gửi cho bot tiếp tục nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain trên Chocolate nha bạn. Chỗ này chạy 8B20. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đi Chocolate các bạn ra nè. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain BNB nha bạn. Bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục con mong balance đi check số cần nữa bạn. UGF balance thì nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Còn bấm vào sau tiếp nè. Đây là cái tài khoản của mình nha các bạn. Ok vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc cần BSL đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.